Món quà cuối cùng. Nhìn di ảnh của ông trên bàn thờ, bà không cầm được nước mắt. Hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của ông bà. Ngày này của những năm trước, bà luôn có ông ở bên cạnh. Đó là ngày đầu tiên bà phải làm vợ ông. Nhà ông nghèo, chẳng có đồ cưới cao sang, thế nhưng lấy ông bà vẫn rất hạnh phúc, bởi ông bà rất thương yêu nhau. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa làm bà giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Bà đoán chắc các con các cháu đã trở về để kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Bà mở cửa, đó là một cậu thanh niên trẻ. Cháu chào bác, cháu là nhân viên chuyển quà, có người gửi cho bác bó hoa và gói quà này. Bà hơi ngạc nhiên, ai tặng quà cho bà nhỉ? Bà không thấy có thông tin của người gửi. Ai là người biết bà rất thích hoa lưu ly tím nhỉ? Chắc hẳn là người quen, hay là các con của bà muốn gây bất ngờ cho mẹ đây. Bà vào nhà, mở gói quà ra, và đó là một cuốn album ảnh. Trang đầu tiên của cuốn album không có ảnh, chỉ có một bức thư viết tay. Mắt bà nhòe đi khi nhìn thấy những nét chữ rất quen thuộc. Đó là nét chữ của ông. Món quà cuối cùng tôi tặng mình. Tôi biết tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên đã chuẩn bị món quà này tặng mình. Chắc khi mình nhận được nó thì tôi đã đi xa, và mình thì đang rất cô đơn phải không? Bà nhìn sang trang bên cạnh, đó là bức ảnh cưới đen trắng của hai ông bà. Bên dưới bức ảnh là dòng chữ của ông: tôi chẳng có lễ vật tặng mình. Mình lấy tôi thiệt thòi nhiều quá. Ngày ấy tôi đã nghĩ cuộc đời này tôi nợ mình. Bà vuốt ve khuôn mặt đã mờ của chàng trai trẻ trong tấm ảnh thì thầm: cuộc đời ông là món quà lớn nhất với tôi. Trang thứ hai của album là ảnh ông bà và con gái lớn. Đó là khi đứa con gái tròn 1 tuổi. Mình vẫn thường đùa, lấy tôi mình lại nhất là đứa con. Đó chính là con gái của chúng ta. Mắt bà nhòa đi khi nghĩ đến lần đầu tiên được làm mẹ. Bà vẫn nhớ vẻ mặt của ông lúc ấy. Khi đó ông đã khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông lần đầu được làm bố. Trang tiếp theo là cậu con trai thứ hai của ông bà khi cậu bé được 5 tuổi. Mình có nhớ bức ảnh này chụp khi nào không? Khi con trai chúng ta được 5 tuổi. Bà còn nhớ, khi con trai được 5 tuổi, ông vừa khỏi bệnh, thằng bé cứ đòi được chụp hình. Trước đó cả mấy tháng, nó đã năn nỉ đòi ông bà cho đi chụp ảnh. Vậy mà hôm đó bà không còn tiền, nhìn chồng bà vẫn còn bơ phờ sau trận ốm. Nhìn đứa con nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc lóc trên giường mà trái tim người mẹ của bà đau nhói. Vậy là bà mang mảnh vải ông tặng đem đi bán lấy tiền. Đó là món quà đầu tiên ông tặng cho bà, vậy nên bà không nỡ may áo, chỉ cất trong một chiếc hộp nhỏ để làm kỷ niệm. Trang tiếp theo là ảnh cưới của con gái. Ngày cưới con gái cũng là lần đầu tiên tôi và mình tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Lúc đó mình nói mình già rồi, nhưng với tôi mình chẳng bao giờ già cả. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Trang cuối cùng, đó là bức ảnh của bà thời còn trẻ. Mình biết không, người con gái này, tôi nợ cô ấy cả cuộc đời. Cô ấy không chê tôi nghèo, từ bỏ cuộc sống khá giả để lấy tôi. Lấy tôi, cô ấy đã vất vả cả đời chăm sóc 3 bố con tôi, chăm sóc cái gia đình nhỏ ấm cúng của tôi. Tôi biết thời gian của tôi trên cõi đời này không còn nhiều, nhưng tôi luôn muốn nói với cô ấy rằng cuộc sống đã rất ưu ái cho tôi khi tôi có được cô ấy làm vợ. Điều duy nhất tôi hối tiếc là không cùng cô ấy đi thêm một quãng đường đời nữa. Bà đừng buồn nhé, tôi vẫn luôn ở bên cạnh bà. Gấp cuốn album lại, nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp gỗ đựng những món quà ông tặng. Bà nhìn lên di ảnh của ông, khẽ thì thầm: cuộc đời mình là món quà ý nghĩa nhất mà mình dành tặng cho tôi. Tôi sẽ không khóc, tôi sẽ không buồn nữa. Mình hãy yên tâm nhé. Bà tin những điều ông nói. Bà tin rằng ông vẫn luôn dõi theo bà, và bà sẽ không còn cô đơn.